Kính thưa quý vị, sau các đường bay đến Thượng Hải, Thành Đô, Vietjet tiếp tục khai trương đường bay kết nối Tây An, một trong những điểm đến lịch sử văn hóa hàng đầu tại Trung Quốc, với thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch hàng đầu Việt Nam. Mới đây, lễ khai trương đường bay kết nối Tây An, thuộc phủ tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc với thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra tại sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An trong sự chào đón nồng nhiệt của đại diện chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Thiểm Tây, đại diện sân bay Hàm Dương Tây An, lãnh đạo Vietjet và đông đảo hành khách. Với 4 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần, đường bay mới sẽ góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa, kinh tế giữa người dân và du khách hai địa phương, hai quốc gia láng giềng gắn bó thân thiết Việt Nam-Trung Quốc, cũng như mở rộng hơn nữa trong khu vực với mạng bay của Vietjet. Tây An là một trong 4 kinh đô trong lịch sử Trung Quốc, nổi tiếng với các di sản văn hóa hàng đầu thế giới như lăng mộ Tần Thủy Hoàng, nơi thu hút vốn FDI lớn nhất trong số các thành phố miền Tây Trung Quốc, khởi nguồn của con đường tơ lụa huyền thoại. Nhân dịp khai trương đường bay mới, Vietjet dành tặng người dân và du khách tuần lễ khuyến mãi từ nay đến hết ngày 7 tháng 7 năm 2024 với giá vé chỉ từ 0 đồng, chưa bao gồm thuế phí cho tất cả các đường bay kết nối Việt Nam-Trung Quốc với thời gian bay từ ngày 22 tháng 8 năm 2024 đến ngày 22 tháng 5 năm 2025, không áp dụng giai đoạn lễ mùa cao điểm, tùy theo thị trường. Tại website www.vietjetair.com và ứng dụng di động Vietjet Air.